À, chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả và quý vị đang theo dõi chương trình trên Hoàng Bạch Channel. Và hàng ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với anh Đặng Quốc Việt trong chương trình gọi là tin thời sự nóng trong tuần. À, xin hân hạnh chào tái ngộ cùng anh Đặng Quốc Việt. Vâng, chào anh Hoàng Bách và chào tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình Hoàng Bách Channel. Dạ vâng, à, thưa quý khán thính giả, cái đề tài mà ngày hôm nay thảo luận là cái tình hình nóng, rất là nóng, đó là ở Miến Điện. Miến Điện thì chúng tôi mà những cái tuần lễ mà nói chuyện với anh Đặng Quốc Việt đều có bàn tới Miến Điện, nhưng mà mỗi ngày mỗi nóng hơn. Tại sao nó nóng? Bây giờ chúng ta thấy là các nước trên thế giới đều lên án về cái chế độ quân nhân của Miến Điện đã áp lực rồi làm những cuộc đảo chính, rồi bắt bớ những cái người lãnh đạo, trong đó có bà ông Aung San Suu Kyi. Thì cái tình trạng nó căng thẳng, là căng thẳng thứ nhất là những người biểu tình họ liên tục biểu tình, họ đình công bãi thị, làm cho nó tê liệt cái guồng máy. Trong khi đó, thì các nước mà đầu tư ở Miến Điện họ lên án, đặc biệt là ví dụ như ở bên Anh Quốc, Anh Quốc có biện pháp là trừng trị 6 vị tướng lãnh có liên quan trong cái vụ đảo chính này. Thì đó là những cái biện pháp mạnh. Trong khi đó thì Mỹ cũng sẽ có biện pháp, cũng như là rê mãi chúng tôi đã nói đó, tức là bản này kinh tế lớn nhất thế giới cũng lên tiếng phản đối, và Liên Hiệp Quốc cũng phản đối, và người đại diện của Miến Điện tại Liên Hiệp Quốc cũng phản đối nữa, cũng tức là chính quyền đó, người này là trước đây là của bà ông Aung San Suu Kyi, trong cái chính quyền cũ họ cũng lên án. Thì xin anh có thể chia sẻ đến quý khán giả cái vấn đề mà biểu tình ở Miến Điện nó càng ngày nó lan rộng, tức là họ tê liệt trang các văn phòng công sở, họ đình công hết, họ không sợ hãi, thì anh nghĩ sao về vấn đề này thưa anh? Vâng, thưa anh và thưa quý vị giả, là chúng ta thấy là cái tình hình Miến Điện lần này á, nó rất khác xa với những cái thời gian trước đây, khi mà những phong trào cũng chống lại chế độ quân Việt. Và lần này đó là cái sự tham gia mà của người dân rất là đông đảo. Cái nguyên nhân nó là bởi vì cái chính phủ mà được bầu lên là một chính phủ dân cử và qua cuộc bầu phiếu. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy là cái số người mà tham gia biểu tình vào cái ngày 25 á, thì quý vị thấy đây trên màn ảnh là rất hàng trăm ngàn người đã tham dự cuộc biểu tình ngày 25 tháng 2. Và trong cái cuộc biểu tình đó, mặc dù có sự đàn áp và có trong suốt cái cuộc biểu tình của dân Miến Điện, chúng ta thấy là đã có 3 người đã chết qua các cuộc biểu tình. Và không vì vậy mà người dân Miến Điện họ ngưng, mặc dù cái ngày 25 đó cuộc biểu tình cũng bị đàn áp và gây nên 2 người chết, và cái ngày 26 cuộc biểu tình vẫn tiếp tục xuống đường. Và trong các cuộc biểu tình ngày 26, người ta thấy là có sự tham dự của cả các cái bên nữ tu của phía công giáo, và họ tham dự với những cái biểu ngữ là phản đối cái cuộc đảo chính, cũng như là muốn là đòi hỏi là phải tái lập cái nền dân chủ ở tại Miến Điện. Thì thưa quý vị, là khi mà chúng ta nhìn cái cuộc tranh đấu của người dân Miến Điện liên tục như vậy ở trong nước đấy, thì chúng ta thấy là ngay cả cái thành phần quân cảnh sát họ cũng đã tham gia, và ngay đến cái lực lượng quân đội đó, mặc dù họ không tham gia nhưng mà họ cũng không chấp nhận cái sự dính líu với Trung Quốc. Đây là một cái điểm đặc biệt, và vì vậy chúng ta thấy Miến Điện, chế độ quân Việt Miến Điện đã mua vũ khí của Nga, bởi vì Trung Quốc trong cái cuộc chính biến này, Trung Quốc e sợ một số những cái biện pháp áp chế tài của thế giới lên Trung Quốc, trong lúc mà Trung Quốc đang gặp khó khăn rất nhiều về mặt kinh tế qua cái dịch Covid-19, cũng như là qua cái sự trỗi dậy một cái hung hăng ở Biển Đông. Thành ra Trung Quốc đang có những cái thế gọng kìm, thành ra họ cũng muốn tránh né cái chuyện mà họ dính líu vào trong cái cuộc đảo chính. Thế nhưng mà trong thời gian vừa qua đó, thì người ta thấy là trong cái ngày 25 tháng 6 là mỗi đêm có những cái chuyến bay từ của Trung Quốc bay qua Miến Điện, mà trong khi đó là chính quyền quân Việt Miến Điện là cấm
tất cả cái vùng bay, cấm tất cả máy bay đi vào trong Miến Điện. Thì như vậy người ta đang đặt dấu hỏi là mặc dù Trung Quốc cố tránh né cái chuyện mà có dính líu đứng phía sau lưng của cuộc đảo chính, nhưng mà cái những chuyến bay mà mỗi đêm đi như vậy thì chuyến máy bay này là cái gì? Hoặc là chở vũ khí, hoặc là chở người để mà hỗ trợ cho Miến Điện. Thì đây là cái tình trạng ngay ở trong Miến Điện. Nhưng mà cái điều mà có lẽ là người ta vẫn quan tâm là đối với cái cộng đồng của người Rohingya đó, ở tại miền Tây Miến Điện đó, thì chúng ta thấy rằng dù trong cuộc chiến biến này thì họ là cái người lo lắng nhiều nhất, bởi vì trong quá khứ cái chế độ quân Việt đã từng gây nên những cuộc đàn áp đẫm máu và đã tạo nên những cái cuộc bỏ chạy của người dân rồi ra qua bên ra ngoài quốc. Và chúng ta thấy ngay ở Mã Lai cũng đã có những cái hàng trăm ngàn người dân Miến Điện đang tị nạn ở Mã Lai, cũng như ở Bangladesh, người dân Miến Điện cũng đấy. Nhưng mà kỳ này khi mà cuộc chiến biến này xảy ra, mà nếu cái lực lượng quân đội đó mà nắm giữ chính quyền quân Việt trở lại đó, thì trong lúc này là cái biên giới ở Miến Điện và Bangladesh đã bị đóng kín và kiểm soát rất chặt chẽ. Thành ra những cái người dân Miến Điện hiện giờ Rohingya đang ở trong Miến Điện, nếu mà bị đàn áp thì rất khó khăn để mà vượt ra bên ngoài. Thì đây là cái sự lo lắng rất nhiều của người dân Rohingya. Và chúng ta biết đó là người dân Rohingya có vào khoảng chừng 600.000 người, và ngay cả trong cái thời mà của bà chính phủ dân sự do bà Aung San Suu Kyi là cái người cố vấn tối cao đó, thì người dân Rohingya cũng không hài lòng, là bởi vì bà và Aung San Suu Kyi cũng đã không lên tiếng và kết án những cái hành động mà mang tính cách mà đàn áp và diệt chủng của cái chính phủ quân Việt cũng như phía quân đội, và họ cũng gặp rất nhiều những khó khăn trong cái dưới cái chế độ. Nhưng dù muốn dù không thì nó vẫn có một số những cải cách giúp cho họ dễ thở hơn so với chế độ quân Việt. Và nếu chế độ quân Việt này trở lại thì đây là cái sự lo lắng rất lớn của họ. Như anh vừa trình bày đó, cái cuộc chính biến ở tại Miến Điện đó, nó đã có những cái áp lực rất lớn từ ở thế giới bên ngoài mà người ta nhìn thấy rõ ràng, như chẳng hạn như áp lực của bên Anh là khi Anh cũng đã áp biện pháp cấm vận 6 vị tướng, trong đó có kể cả có cái ông mà thống tướng Minh Aung là tổng tư lệnh của quân đội, là cái người đứng sau cái cuộc đảo chính 1 tháng 2. Và chúng ta thấy là có gần 140 cái tổ chức phi chính phủ đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc phải cấm vận vũ khí Miến Điện, tại vì đó là những cái phương tiện để cho quân đội Miến Điện đàn áp lại người dân. Thì 140 cái tổ chức phi chính phủ đó đã lên tiếng, mặc dù là cái sự lên tiếng này có thể nó chưa có những cái kết quả, nhưng đây là một cái mà có thể nói là dưới áp lực rất nhiều về phía bên các cái tổ chức phi chính phủ, về dưới sự áp lực của các quốc gia Tây phương, và kể cả người ta thấy là cả những cái quốc gia ở vùng Đông Nam Á cũng lên tiếng kêu gọi, chẳng hạn Indonesia cũng đã lên tiếng phản đối, cũng như Mã Lai, và India đang cố gắng để mà làm một cái ngoại giao để mà làm thế nào dàn xếp giữa hai cái lực lượng quân sự và chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi, để mà làm thế nào tái lập lại được, mặc dù cho đến giờ còn là chưa thấy là kết quả. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy trong cái cuộc đảo chính của quân đội kỳ này đó, thì quân đội của Miến Điện đã gặp rất nhiều những cái áp lực, không phải chỉ ở trong nước mà ở trên thế giới bên ngoài. Và người ta nghĩ rằng là cái cực kiên trì của phía người dân, những cái thành phần dân chủ, cũng như là với cái áp lực của thế giới và cái sự e ngại của Trung Quốc không dám để lộ những cái sự hỗ trợ
đứng đằng sau lưng của cái này thì người ta hiện nghĩ rằng là Miến Điện sẽ có cơ hội phục hồi lại cái thể chế dân chủ trong một tương lai sắp tới đây. Thì nó do những cái nỗ lực mà từ các quốc gia đang có những nỗ lực để mà họ hóa giải những cái những cái mà tệ hại nhất để cho cái chính phủ quân phiệt bên phía quân đội phải nhượng bộ và phục hồi là cái chế độ dân chủ, thưa anh. Dạ vâng, Miến Điện là một cái quốc gia mà chúng ta thấy là cũng có giàu tài nguyên lắm, vàng bạc đều có hết. Có điều là thưa anh là sau khi mà cái chính biến xảy ra đó, thì chúng ta thấy là quân đội bị lúng túng. Lúng túng ở chỗ là bên ngoài quốc tế đó, thì gọi là áp lực rất là nặng nề. Ở bên trong đó, thì người dân là tiếp tục sau những ngày đó họ tiếp tục, đảo chính là ngày mùng 1 tháng 2, tức là đầu tháng 2 tới giờ. Tính cho tới ngày hôm nay đó là 27 ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ bảy, 27 tháng 2, tức là 27 ngày rồi. Thưa anh, thì bây giờ có hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, bởi vì Miến Điện là một trong 10 thành viên, và ngoại trưởng của Nam Dương đó, là có ý định là hóa giải, tìm cách để mà có thể làm sao để giải quyết cái vấn đề. Hình như là quân đội bây giờ lúng túng. Họ bây giờ họ trả lại cho chế độ dân cử đó, thì họ cũng xấu hổ. Họ cũng tự ái, cho nên bây giờ cái khó là ngoại trưởng của Nam Dương họ tìm cách họ hóa giải để gặp những người lãnh đạo của nhà cầm quyền để giải quyết ra làm sao. Đây là cái yếu tố mà chúng ta cũng thấy rất là khó. Rõ ràng là trong 27 ngày đó họ bị lúng túng rõ ràng. Muốn hỏi anh thêm một cái chi tiết nữa là đại sứ của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đó, đó là bà Lê Thị Tuyết Mai, đại sứ tại Liên Hiệp Quốc, mà bà có lên tiếng về cái vấn đề này, bà lại cho rằng là bà hỗ trợ các đối tác, bà cho rằng là cần phải tiếp tục hỗ trợ cái chuyện chuyển tiếp dân chủ cho Miến Điện, và bà nói là đây là cái sự phù hợp và mong muốn lợi ích của người dân Miến Điện. Thì đây là một cái điều rất là lạ, bởi vì một cái chế độ gọi là độc tài như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà lại lên tiếng về vấn đề này, gọi là yêu cầu chế độ quân nhân nó phải rút lại và ủng hộ cái chế độ dân cử, và bà nói đây là cái tiến trình mà mong ước của người dân. Thì không biết là cái tiến trình giờ mong ước của người Việt Nam như thế nào bà không đề cập tới, thì xin anh có thể trình bày cái góc độ nhìn của anh về vấn đề này. Thưa anh, là nhà nước nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó, họ luôn luôn cố gắng tạo ra một cái hình ảnh là một nhà nước có tự do, có tôn trọng nhân quyền. Mặc dù thực tế là họ đàn áp, bắt bớ những người mà lên tiếng ôn hòa, và tất cả những người mà tranh đấu cho tự do dân chủ, cho quyền tự do ngôn luận cái, thì họ cho rằng là những người này vi phạm luật pháp, và họ luôn chối bay đi là những người này không phải là những người tù nhân lương tâm. Và để vẽ một cái hình ảnh như vậy đó, thì họ cố gắng làm tạo ra trên cái mặt trận ngoại giao, trên chính trị thế giới, là họ luôn luôn hỗ trợ cho cái sự dân chủ. Và đối với Cộng sản thì họ không e ngại cái chuyện mà thực tế nó như thế nào, mà họ chỉ muốn để làm thế nào đạt được cái mục tiêu của họ, mặc dù cái mục tiêu đó đối với bên ngoài nhiều người hiểu rõ đây là sự giả dối. Bởi vì ngay trong nước anh đang đàn áp những cái phong trào đấu tranh, anh đang ngăn chặn tất cả những cái quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, mà bây giờ trong khi đó anh đã đi ra ngoài để nói đến cái chuyện hỗ trợ cái một tiến trình dân chủ, trong khi đó người dân trong nước cũng yêu cầu tiến một cái tiến trình dân chủ theo đúng cái bài bản như là của bà Aung San Suu Kyi đang tiến hành, tức là họ không có loại trừ chế độ quân phiệt, không loại trừ tất cả các tướng lãnh, không loại trừ quân đội, và dân tộc Việt Nam cũng muốn có một tiến trình, mà tiến trình dân chủ từng bước một để mà tạo nên cái nền tảng dân chủ cho đất nước. Nghe một cái xã hội dân sự ở bên Miến Điện, người ta còn thành lập được cái xã hội dân sự, và họ có một cái đài phát thanh mà lớn nhất của Miến Điện bây giờ, nó là đài phát thanh của những người mà đấu tranh dân chủ của Miến Điện được thành lập ở hải ngoại. Và sau khi có sự thay đổi và bà Aung San Suu Kyi trở thành là cái đảng của bà nắm được một số quyền hành ở tại Miến Điện, thì
cái đài phát thanh đó họ trở về nước, họ thành lập, và đây bây giờ hiện giờ họ là cái cơ quan ngôn luận tiếng nói lớn nhất ở tại Miến Điện. Trong khi Việt Nam một cái tiếng nói rất nhỏ nhoi ở trên Facebook không thôi đó, phê phán một ông chủ tịch quyền về những cái việc làm sai lầm đó, và kết án ông đó, thì thay vì nhà nước lắng nghe thì lại bắt cái người đó đi vào tù nhốt, là đã nói xấu lãnh đạo. Thì cái điều đó tôi nghĩ là dân tộc Việt Nam mình và những người mà hiểu một chút về cái con người cộng sản, họ thấy rõ ràng cái hành động của bà, của người mà đại diện ngoại giao của Việt Nam ở Liên Hợp Quốc, nó chỉ là một cái sự dối trá mà thôi. Và thưa anh, cái điều mà có lẽ là chính phủ quân phiệt Miến Điện không ngờ tới đó là cái sự phát biểu của ông đại sứ Miến Điện ở tại Liên Hợp Quốc. Ông là đại diện của Miến Điện mà thay vì ông bênh vực cái hành động của giới quân phiệt thì ông lại kết án cái hành động đó và lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp Quốc phải có những cái biện pháp với Miến Điện và phải cấm vận Miến Điện. Thì đây là cái điều mà có lẽ lần đầu tiên mà cái chính quyền quân phiệt Miến Điện ngày trước những cái cuộc tranh đấu của dân chúng Miến Điện vào cái thập niên 90, 80, 90 đó, thì những cái tiếng nói của họ ở tại Liên Quốc là luôn luôn bênh vực họ. Ngay cả trước cái tòa án mà về vấn đề mà diệt chủng ở La Hay thì bà Osachi cũng phải bênh vực họ. Nhưng mà lần này rõ ràng cái chính người đại diện của lại là kêu gọi thế giới phải có biện pháp cấm vận, thì rõ ràng là cục diện ngày hôm nay nó khác. Và tôi tin tưởng rằng với cái sự kết hợp trong ngoài và với sự hỗ trợ một cách rất là khôn khéo của một số quốc gia, chẳng hạn như là chính phủ Indonesia tìm cách để mà làm thế nào phục hồi lại cái thể chế dân chủ qua một cái sự mà gọi là đàm phán, để mà hai bên về bên phía Vương đồ họ sẽ không bị mất mặt như anh nói. Thế từng đó cái chế độ dân sự nó sẽ phục hồi và tại Miến Điện thôi anh. Đây là một cái vấn đề rất là nan giải, tức là bên quân đội đó thì dường như là cái giải pháp mà ngoại trưởng của Nam Dương họ đề nghị đó là bầu lại cuộc bầu cử, thì bị dân chúng ở Miến Điện họ họ phản đối về cái vấn đề này, bởi vì cuộc bầu cử nó xảy ra rồi, anh không thể bầu trở lại nữa. Đó là cái yếu tố mà bây giờ mình không biết nó sẽ giải quyết như thế nào, nhưng mà để tạo cho chế độ của quân đội đó họ đỡ mất mặt đó, thì phải có một cái giải pháp nào đó, chúng ta chờ xem. Nhưng mà với cái sự cấm vận của nhiều quốc gia và đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á bây giờ cũng đang tìm ra một cái giải pháp để giúp cho Miến Điện. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại về một cái số tình hình, thì thưa anh, về tình hình về người Việt Nam, chúng ta biết là càng ngày thì Trung Cảm tìm cách đưa tàu tập và lập trận ở Biển Đông, rồi họ cho phép đưa ra một cái đạo luật, họ cho phép là hải cảnh của Trung Cảm có thể nổ súng khi những chiếc tàu của bất cứ cái nước nào mà đi vào trong phạm vi của họ. Mà phạm vi của họ thì anh biết là Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc về luật biển đó, họ cho rằng con đường chiến đoạn ở Biển Đông gần như là không có giá trị. Thì trong khi Trung Cảm đó họ coi như là 1.3 tỷ 1.3 triệu km vuông ở ngoài đó, thì họ nói là 90% là của họ rồi, thì anh nhận định như thế nào? Trong khi đó phản ứng của Việt Nam thì họ cũng thành lập một cái gọi là coi như căn cứ quân sự ở đó để mà có thể đối phó ứng phó với Trung Cảm mà anh. Vâng, thưa anh, về cái tình hình Biển Đông là trong cái thời gian vừa qua, sau khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden chính thức điều hành đất nước này đó, thì Trung Cộng cũng đã nỗ lực để gia tăng những cái áp lực. Mà trong những cái áp lực đó, chúng ta thấy thứ nhất là Trung Cộng thông báo một tập trận ở Vịnh Bắc Bộ trong suốt cả tháng 3 2021. Và cuộc tập trận này nó không đơn thuần chỉ là tập trận về hải lực, hải quân tập trận chiến thuật ở trên biển, mà nó được phối hợp giữa hải lực và không lực, và Trung Cộng huy động những cái máy bay tân tiến nhất của họ để tham dự cuộc tập trận này mà kéo dài suốt trong một tháng trời. Và
trong cái cuộc tập trận thì những cái máy ném bom của Trung Cộng cũng đã được huy động trong cái cuộc tập trận. Thì người ta thấy rằng rõ ràng là Trung Cộng đang muốn nắm gần Hoa Kỳ, và họ muốn tạo một cái áp lực răn đe đối với Hoa Kỳ bằng cách là phô trương cái khả năng về hải lực, không lực và sự phối trí về quân sự của họ, tức là về vấn đề hải lực, không lực và bộ binh. Họ ở trên bờ thì họ tập trận vũ bộ binh, và ở dưới nước họ tập trận giữa hải lực và không lực. Thì nó mang tính cách tâm đẹp và nó tạo nên một cái sự căng thẳng rất lớn ở tại cái Biển Đông. Và cái điều đó người ta thấy rằng cái mục tiêu mà Trung Cộng muốn để làm thế nào chiếm lãnh gần như 80% Biển Đông là cái mục tiêu mà quyết tâm, và họ coi đó là cái quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc. Và song song đó thì chúng ta thấy như thế nào, thì các quốc gia trên thế giới cũng đã gia tăng áp lực để mà ngăn chặn cái sự tham vọng của Trung Quốc này. Cái sự hiện diện của các hàng không chiến hạm của Hoa Kỳ có lẽ là cái sự hiện diện mà nó đã có trong suốt thời gian vừa qua, và cái sự gia tăng trong thời gian ngắn, chỉ trong vòng chưa một tháng thôi, thì hải lực của Hoa Kỳ với những cái hàng không mẫu hạm cũng như những cái khu trục hạm của hỏa tiễn dẫn đường thì đã hai lần đi qua eo biển Đài Loan và đã tập trận ở tại Biển Đông với một lúc hai hạm đội, hạm đội của Roosevelt và cái hạm đội Minnis. Thì người ta thấy là cái sự căng thẳng rất là căng ở tại Biển Đông, và Hoa Kỳ cũng cương quyết để bảo vệ con đường hàng hải này. Và ngày hôm nay đó, người ta lại thấy sự gia tăng của hải lực của hải quân Pháp, và Pháp cũng đã gửi tàu ngầm đến tuần tra ở trên con đường hàng hải này, và họ đang có hai chiến hạm trên con đường về tới Biển Đông để tham dự cái cuộc tập trận cùng với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc. Anh cũng sẽ gửi hàng không mẫu hạm lớn nhất của họ tới Biển Đông trong cái thời gian sắp tới, và ngay cả Đức cũng có thể sẽ gửi hải quân chiến hạm tới cùng tham dự. Và như vậy chúng ta thấy là các quốc gia đang tạo một cái áp lực ngăn chặn tất cả cái tham vọng mà muốn chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Như anh vừa trình bày lúc nãy đó, là Việt Nam cũng đã xây dựng những cái cơ sở quân sự ở trên đảo Hoàng Sa, ở Trường Sa, và người ta thấy ở trong đó các vệ tinh họ chụp được, và trên các cái hòn đảo đó có trang bị những vũ khí tối tân, trong đó có những hóa tiện của Israel mà Việt Nam đã mua, cũng như là những cái những khẩu trọng pháo lớn để mà có thể mà khống chế kiểm soát ở tại Biển Đông, và để ngăn ngừa cái sự tấn công của Trung Quốc nếu có thì xảy ra. Thì chúng ta thấy ngay ở tại Biển Đông cái tình hình nó càng ngày càng lúc càng căng thẳng, và người ta e ngại một cuộc chiến sẽ bùng nổ, chỉ một sơ suất nào đó sẽ bùng nổ. Thì ngay cái eo biển Đài Loan và Trung Quốc nó là thuộc phạm vi của Biển Đông, và eo biển này hàng ngày liên tục các chiến đấu cơ của Trung Quốc, từ những phản lực cơ chiến đấu cho đến những máy bay ném bom xâm phạm vào cái vùng không phận của Đài Loan và đe dọa Đài Loan liên tục trong thời gian vừa qua. Có ngày chỉ trong vòng từ cái tháng 1 cho đến ngày hôm nay đã hơn 13 lần những chuyến máy bay của Trung Cộng xâm lấn vào cái vùng kiểm soát không phận của Đài Loan. Thì người ta thấy là ở trên bộ thì lực lượng bộ binh phô diễn những cái vũ khí cũng như tập trận để mà tấn công khi cần thiết, và trên không thì họ gia tăng những cái cuộc gọi là tạo áp lực trên con đảo của Đài Loan.
Và ngược lại thì Đài Loan cũng cương quyết bảo vệ cái lãnh thổ của họ, và họ gia tăng sản xuất những hóa tiễn cũng như là họ gia tăng sản xuất tàu ngầm với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cung cấp cho một số kỹ thuật để mà họ chế tạo những tàu ngầm để bảo vệ cái hòn đảo Đài Loan. Cũng như Hoa Kỳ cũng đã cam kết là sẽ hỗ trợ và bảo vệ Đài Loan. Song song đó, chúng ta qua cái biển Hoa Đông thì trong cái thời gian vừa qua, Trung Cộng cũng đã gia tăng những áp lực, họ đem tàu hải cảnh và gần sát cái những hòn đảo mà hiện giờ Nhật Bản đang nắm chủ quyền và Trung Cộng đang ham mê để làm thế nào đòi chiếm lại các cái hòn đảo đó. Và họ đã đem những tàu hải cảnh họ có trang bị vũ khí đi áp sát gần vào trong cái vùng cái hải đảo đó, và Nhật cũng đã phải gia tăng máy bay ra để mà kiểm soát và bảo vệ, và gia tăng chiến hạm ra để mà ngăn cản kiểm soát những cái sự vi phạm của Trung Quốc, và họ lên tiếng phản đối Trung Quốc chấm dứt những hành động khiêu khích cũng như những hành động mà đe dọa đến cái sự toàn vẹn lãnh thổ của Nhật Bản. Thì thưa anh, tất cả những cái điểm đó người ta thấy ở trên thế giới ngày hôm nay là cái vùng biển Đông, biển Hoa Đông nó như là một cái ngòi thuốc nổ mà vì cái sự trỗi dậy của Trung Quốc một cách hung hăng như vậy, nó đe dọa đến tất cả những cái quyền lợi của các quốc gia, không phải ở trong vùng mà cả các quốc gia ở ngoài vùng, trên con đường hàng hải quan trọng nhất ở tại Biển Đông. Thì để mà gia tăng cái mà họ muốn nắm được cái chủ quyền tại Biển Đông, chúng ta thấy từ trước Trung Cộng đã từng bước họ đi từ cái việc thành lập quận Tam Sa, rồi thành lập các đảo nhân tạo, rồi thiết lập những cái căn cứ quân sự các đảo nhân tạo, và mới nhất mà chúng ta vừa mới đề cập tới, tức là cái luật hải cảnh Trung Quốc cho phép những tàu hải cảnh tấn công những tàu bè nào đi vào trong cái vùng mà họ gọi là thuộc chủ quyền trong cái tuyên bố, cái bản đồ chiến lược của họ. Mà cái bản đồ chiến lược của họ thì nó không đúng với cái luật pháp quốc tế về biển năm 1982, và tòa án quốc tế cũng đã công bố khi mà cái vụ kiện của Philippines vào 2016 đã phủ nhận cái chủ quyền của Trung Quốc ở tại cái vùng biển Đông, và Hoa Kỳ cũng đã tiếp nối là không chấp nhận những cái chủ quyền mà áp đặt của Trung Quốc cũng như những cái phương cách hăm dọa đối với Trung Quốc, đối với các quốc gia nhỏ ở trong vùng. Thì rõ ràng chúng ta thấy ngày hôm nay ở vùng Trung Đông thì cái ngòi lửa có vẻ nó êm thấm hơn, nhưng mà tại vùng Biển Đông thì hiện giờ đây là cái lò lửa mà người ta nghĩ chỉ một cái tích tắc nào đó nó có thể xảy ra một cuộc chiến, và Trung Quốc cũng cương quyết bảo vệ cái gọi là cái quyền lợi cốt lõi của họ, và Hoa Kỳ thì cũng cương quyết bảo vệ con đường hàng hải và cái ngăn cản những sự bành trướng của Trung Quốc ở tại vùng Đông Nam Á nói riêng và ở tại trên thế giới nói chung. Thôi Dạ vâng, nói về trầm cảm đó thì chúng ta thấy trong những cái tuần lễ vừa qua đó, trước đây thì cũng có nêu lên là cái người Ngô Duy Nhĩ, tức người ở Tân Cương đó, đàn áp và dã man và diệt chủng đó. Nhưng chúng ta chỉ nghe một số ngôn ngữ thôi, chưa cụ thể lắm, nhưng mà gần đây thì anh thấy là có cái nước ở Âu Châu đều lên tiếng về vấn đề này, có những cái biện pháp và hoặc là họ tẩy chay không mua hàng ở những cái gì sản xuất ngay ở Tân Cương, vân vân và vân vân. Thì đây cũng là một cái yếu tố, bởi vì muốn đánh một anh khổng lồ như là Trung Cảm đó thì phải có nhiều cái chiêu khác nhau, nhiều cái chiêu thức khác nhau, không phải là một mặt công. Thì như anh nói đó, trước cái trục lộ giao thông hàng hải hay là cái chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và rộng mở đó, nó là một cái tầm quan trọng của Hoa Kỳ và các nước trên thế giới.
anh đã gần tới 50-60% cái trục lộ giao thông hàng hải này, nó quan trọng tới mức mà đặc biệt quan trọng đối với Nhật và đối với các nước ở Đông Nam Á nữa, chứ không phải là ở Tây Phương không. Cho nên những cái đòn mà dán với trung cảm này đó thì đây là một cái sự thử thách. Mấy ngày hôm nay thì bên Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng lên tiếng về vấn đề này, tức là yêu cầu là trung cảm không có nên đi quá nhiều vào sâu vào ở trong cái thềm lục địa của Senkaku hay của Đài Loan, bởi vì đây là cái trục lộ giao thông hàng hải. Thì mới đầu thì mới tổng thống Joe Biden mới lên thì Trung Cộng họ muốn cho thử lửa thử cái co thử cái sự độ cái quyết định của chính quyền mới của tổng thống Joe Biden ra sao. Thì xuyên qua trên 30 mấy gần 40 ngày rồi thì chúng ta thấy là những cái vấn đề này nó tiếp tục còn áp lực lên Trung Cộng nhiều hơn. Thì anh nghĩ là mới đây người ta nói là Trung Cộng cũng xây một cái phi trường mà ở sát cái biên giới của Việt Nam, cách Việt Nam đâu có 20 km gì. Thì đây là cái nó rất là gần. Thì anh nghĩ sao về tất cả những cái dự kiện, hình như Trung Cảm đang ở trong cái tư thế là làm thế nào để mà xây dựng cái hệ thống quân sự của họ khắp nơi thưa anh? Vâng, thưa anh, thì cái việc mà Trung Cộng xây dựng các phi trường cũng như là đặt cái dàn hóa tiễn để hướng ở cách biên giới Việt Nam chỉ 20 cây số, đây là một cái sự đe dọa, một cái áp lực đối với Việt Nam. Nếu mà một cuộc chiến xảy ra thì Trung Cộng có một cái khả năng để mà tấn công vào Việt Nam một cách rất là nhanh, vì bởi vì cái các dàn hóa tiễn mà cách nhau chỉ có 20 cây số thì không là gì khi mà họ sử dụng, và cái phi trường đó nó cung ứng cho cái chiến trường rất là nhanh khi mà điều động những cái thiết bị về quân sự cũng như là tiếp tế. Thì đây là cái mà người ta nghĩ rằng Trung Cộng cũng đang chuẩn bị để nếu trường hợp chiến tranh xảy ra thì họ có cái khả năng để trấn áp, bởi Việt Nam là một cửa ngõ, là một cái đầu cầu rất quan trọng. Nếu mà cuộc chiến xảy ra mà không khống chế được Việt Nam thì đây là cái đầu cầu để mà tấn công vào Trung Quốc nhanh nhất trong tất cả các đầu cầu. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy trong cái chiến lược xoay trục về Á Châu Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đã nhiều nỗ lực để vuốt ve Việt Nam. Họ đã không đặt vấn đề những cái vi phạm nhân quyền lên là một cái ưu tiên, mà họ đặt cái chiến lược về liên kết là cái hàng đầu. Và vì vậy chúng ta thấy là cái thời mà Tổng thống Obama cũng đã tiếp Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư của một cái đảng như là một nguyên thủ quốc gia, và cũng đã nói rằng vấn đề mà thể chế là quyền của mỗi quốc gia, muốn chọn cái thể chế chính trị như thế nào là Hoa Kỳ vẫn tôn trọng. Thì chúng ta thấy rất rõ là cái vị thế Việt Nam rất là quan trọng trong cái địa chính trị ở tại vùng châu Á Thái Bình Dương. Và chính vì vậy Hoa Kỳ cũng tìm cách để mà lôi kéo Việt Nam, và Trung Cộng cũng tìm cách giữ Việt Nam, vừa giữ vừa ham dọa. Thì đây vì vậy mà cái sự kiện mà họ xây dựng những cái căn cứ hỏa lực sát gần biên giới Việt Nam 20 cây số là cách để họ để chuẩn bị, cũng như, như họ đã thiết lập những cái hàng rào sát biên giới Việt Nam để mà ngăn chặn, mình không biết là sẽ ngăn chặn cái gì, nhưng mà rõ ràng họ đã xây dựng những cái hàng rào để mà biên giới ở Việt Nam vào khoảng chừng 600 đến 800 cây số, là mặc dù cái biên giới đó dài tới hơn 1.200 cây số. Thì rõ ràng là chúng ta thấy là một mặt Trung Cộng vẫn đã chuẩn bị cho một cuộc chiến, khi xảy ra thì họ có thể làm thế nào khống chế được Việt Nam trước là cái ưu tiên hàng đầu của họ. Vấn đề thứ hai là chúng ta thấy đó là cái Biển Đông nó quan trọng rất là lớn đối với Trung Quốc, vì đó là cái cửa ngõ đi ra đại dương. Một cái hạm đội của Trung Cộng hiện giờ, hạm đội tàu ngầm của Trung Cộng nằm ở Hải Nam, là một căn cứ tàu ngầm rất lớn, cũng như là một con đường để cho các hàng không mẫu hạm đi ra phương Nam. Phương Nam là những quốc gia mà nhỏ như Việt Nam, như Mã Lai, Indonesia, Philippines là quốc gia yếu, nó dễ dàng đi ra và khó bị khống chế hơn
so với ra hướng Bắc thì đụng đụng là Nga và Nhật Bản, thành ra hai đó là hai cường quốc, thành vì vậy mà họ chọn con đường hàng hải, con đường Biển Đông là con đường mà thuận lợi nhất. Hơn nữa Biển Đông có cái độ sâu rất là tốt để cho cái sử dụng vấn đề tàu ngầm, thành vì vậy đó là cái huyết mạch về con đường giao thông. Ngoài ra về mặt kinh tế và dầu hóa cũng như là nếu mà khống chế được cái con đường hải đó thì khống chế được gần như là 1/3 cái vấn đề kinh tế của thế giới. Khi đi ngang qua đó họ phải đặt dưới sự điều kiểm soát của Trung Quốc. Vì vậy mà chúng ta thấy là Trung Quốc bằng mọi giá họ cố gắng để chiếm đoạt Biển Đông từng bước một, thành lập quần Tam Sa, xây dựng đảo, và ngày hôm nay họ cho phép hải cảnh được sử dụng vũ khí. Đây là cái việc mà hải cảnh các quốc gia trên thế giới họ có quyền sử dụng vũ khí đó. Cái chuyện đó nó đã tất cả các quốc gia đều có. Thế nhưng mà khi mà cho phép hải cảnh Trung Quốc cho phép hải cảnh được sử dụng vũ khí trong cái vùng tranh chấp tại Biển Đông, khi mà các quốc gia Việt Nam, Mã Lai, Indonesia, rồi Đài Loan, rồi Brunei, những quốc gia đó đang tranh chấp ở Biển Đông, và khi anh sử dụng cái đó là anh muốn dùng cái vũ lực để áp đặt cái quyền lợi của anh. Đây là cái gọi là cái bước có thể nói là cuối cùng để mà Trung Quốc coi như là chính thức để kiểm soát. Nếu mà cái luật hải cảnh này mà áp dụng ở tại Biển Đông thì coi như Trung Quốc đã hoàn tất được cái tiến trình để mà tiến ra Biển Đông, chiếm Biển Đông. Đó. Thì đó là cái mà cái mục tiêu cuối cùng. Chính vì vậy mà tại sao Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng phản đối, rồi các quốc gia Đông Nam Á cũng đã lên tiếng phản đối. Đó. Nhưng đối với Việt Nam thì cũng có lên tiếng phản đối, nhưng mà phản đối một cách chung chung như là từ trước đến nay, vẫn xác định là Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, tất cả những cái đó, nhưng mà nó không có đủ cái sức mạnh để mà lên tiếng giống như Philippines, giống như Mã Lai hoặc là các quốc gia khác trong vùng. Thưa anh. Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta cũng gần hết giờ rồi. Cái câu hỏi chót với anh đó là chúng ta biết là anh vừa nêu lên đó, Biển Đông á, là huyết mạch đối với Trung Cảm, nhưng mà nó cũng huyết mạch đối với Việt Nam. Bởi vì sao? Nếu mà chúng ta mất Biển Đông á, tức là chúng ta mất toàn diện. Bởi vì sao? Và cái nhận dạng phần thân ở trên đó, trên Biển Đông là thuộc về Trung Cảm. Nếu mà chúng ta mất cái đường thứ hai là đây là một trữ lượng dầu hỏa, chúng ta muốn ra ngoài chúng ta có một hải cảng rất tốt là hải cảng Cam Ranh, có thể ra được dễ dàng, chế ngự được lắm. Nhưng mà nếu chúng ta mất đi cái ưu thế này thì chúng ta không còn gì nữa, tài nguyên bây giờ ở bên ngoài đó thì coi như bị cô lập ở bên ngoài biển, đó là phía đông. Phía tây đó thì có Campuchia, một số các cái căn cứ của Campuchia cũng đã nhượng cho Trung Trung Cảm rồi. Chúng ta thấy Lào, cho nên ở phía bắc đó, thì Trung Cảm rồi, thì chúng ta thấy là Việt Nam hoàn toàn bị cô lập. Và cái thế này là cái thế mà trong tương lai chúng ta thấy là rất là nguy hiểm, khi mà có nguồn nổ nó nổ ra đó thì tất cả những cái này nó cô lập Việt Nam. Cho nên Việt Nam phải là một cái địa chính trị rất là quan trọng. Và cái vấn đề nhân quyền Việt Nam thì không quan tâm tới. Gần đây Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ họ nói là họ viện trợ cho Việt Nam hàng trăm triệu, nhưng mà vấn đề nhân quyền là không có quan tâm gì cả, không đặt ra vấn đề. Thì trong suốt 4 năm vừa qua đó thì Tổng thống Trump không có đặt cái vấn đề nhân quyền, cho nên anh thấy cái số người mà có cái nhà đấu tranh dân chủ trong Việt Nam bị bắt rất là nặng nề, mà cái án toàn là hai chục năm, mười mấy năm trở lên thôi, mà họ chỉ rất là đơn giản đưa trên Facebook viết những cái tin tức có thể là sai, có thể là nhà cầm quyền cộng sản không đồng ý, nhưng mà không đến nỗi là cái số án tù nó lên cao như vậy. Thì để kết thúc chương trình, anh nhận định như thế nào về vấn đề này? Vâng, thưa anh, đúng như vậy. Cái Biển Đông là cái cửa ngõ của Việt Nam đi ra thế giới, và cái bờ biển Việt Nam chạy dài 2.500 cây số mà dọc theo cái Biển Đông. Nếu mà có Trung Cộng mà chiếm 80% Biển Đông thì coi như là Việt Nam cái cửa ngõ ra với thế giới bên ngoài nó mất đi, và việc những cái phần bờ biển bên trong nó giống như ao hồ mà thôi. Và cái đây là cái điều mà có thể nói tác hại rất lớn đến đất nước Việt Nam. Do đó, cái giải pháp để mà Việt Nam mà có thể bảo vệ được là phải làm thế nào liên kết được với các quốc gia có những quyền lợi trong vùng.
để cùng nhau bảo vệ cái bờ biển này, để Trung Cộng không thể đột chiếm cái vùng Biển Đông 80%. Mà nếu Việt Nam vẫn cứ dựa vào cái ba không để mà từ chối tất cả những cái liên kết thì cuối cùng cái thiệt hại chính là dân tộc Việt Nam sẽ mất tất cả những cái phần từ vấn đề kinh tế cho đến vấn đề giao thông vận tải các cái đều bị cô lập, và Việt Nam trở những cái bờ biển Việt Nam nó trở thành cái ao, nó không còn là một cái biển rộng rãi nữa, và tất cả những cái tài nguyên nó sẽ bị Trung Quốc khống chế. Cái việc mà chẳng hạn như cái ngày 20 21 22 tháng tháng 2 vừa qua, Trung Cộng đưa cái tàu hải cảnh đi vào sát với cái giàn khoan của Việt Nam, và cái giàn khoan này nó nằm hoàn toàn trong cái phần lãnh hải của Việt Nam. Việt Nam cũng không có một cái phản ứng nào, chỉ lên tiếng phản đối, và họ ở đó 2 ngày liên tục, và thường xuyên họ đi vô như vậy, tức là họ từng bước một biến những cái vùng không tranh chấp trở thành tranh chấp. Những cái vùng tranh chấp thì chiếm đoạt, ở vùng chưa tranh chấp thì biến thành tranh chấp, và cái gì gì của cái tàu hải cảnh của Trung Quốc vào trong vùng lãnh hải sâu của Việt Nam, vùng cái nội biên nội nội hải của Việt Nam, đây là cái việc mà họ chủ trương để biến thành cái vùng này trở thành, trong tương lai trở thành tranh chấp. Thì đó là cái mà cái gọi là chiến lược tầm ăn dâu mà Trung Quốc từng bước một đang áp dụng này. Dạ vâng, qua sự trình bày của anh Đặng Quốc Việt, chúng tôi xin khép chương trình ở đây. Chúng ta muốn bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải một cách an toàn là không phải của nhà nước không, mà mỗi người dân chúng ta có trách nhiệm này. Và cái trách nhiệm đó là với chính quyền, đó là cái chính quyền do dân, vì dân và của dân. Nhưng mà cái chính quyền bây giờ là của Đảng Cộng sản, họ trong có khoảng 5-6 triệu người, thì họ là cả 100 triệu mà họ cai trị đất nước, họ áp đặt lên đó. Có nhiều người neo lên rồi ở ngoại số bàn tán về vấn đề Việt Nam hoài. Thì thưa quý vị là công dân Việt Nam, chúng tôi cũng là công dân Việt Nam, già máu Việt Nam, cho nên cái sự quan tâm đó là quan tâm chung. Có điều là chúng tôi quan tâm để mà muốn đất nước Việt Nam sớm có tự do dân chủ, không có nghĩa là những người ở ngoài về lãnh đạo, cái chuyện đó nó khác nhau. Bất cứ một quốc gia nào ở trên thế giới này họ cũng thương yêu cái cội nguồn của họ, cho nên họ muốn cái cội nguồn nó trở thành có dân chủ. Nếu mà họ có cơ hội đi du lịch đi chơi thì cũng là một cái điều thú vị. Đó là cái điều. Cho nên những người mà ở quan tâm, không phải là quý vị quan tâm, quý vị quan tâm đã là, nhưng mà quý vị không có tiếng nói, bởi vì tiếng nói đang bị đàn áp một cách rất là dã man. Thì quý vị cũng thấy điều đó, dù là quý vị là dư luận viên thì quý vị thấy đất nước này chúng tôi nói cái điều đó là nói để bảo vệ cho tương lai của dòng giống của chúng ta, con cháu của quý vị trong tương lai, chứ không phải chúng tôi nói vì cái quyền lợi gì đó thì hoàn toàn không có. Quý vị hãy nhìn lại suốt trong chiều dài lịch sử của dân tộc mấy ngàn năm, chúng ta có bị đô hộ của Tàu, 1.000 năm của Tây, nhưng mà dân tộc Việt Nam vẫn kiên cường đấu tranh, rồi cuối cùng chúng ta có một hình chữ ấy, tức là một nước giải Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta không có chiến tranh, chúng ta là bị đe dọa dưới cách khác là vì do một cái chủ nghĩa, đó là chủ nghĩa bá quyền của Trung Cộng, mà chủ nghĩa này là đồng nghĩa với là chủ nghĩa cộng sản. Cho nên chúng tôi nêu lên cái điểm này là chúng tôi thiết tha mỗi một người như một, làm sao chúng ta phải đấu tranh để mà chúng ta có một nền dân chủ. Có như vậy thì chỉ họ ý dân là ý trời, mà hãy dân họ muốn thì mới được. Tại sao người Việt Nam ở trong nước có thăm dò này, tới 90% là họ không ưa Trung Cộng? Mà không những vậy, bây giờ quý vị nghe, bây giờ này ở bên Miến Điện đó, trong giới quân nhân đó, bây giờ họ cũng phản đối người Trung Cộng, họ rất là ghét những cái công ty của Trung Cộng. Quý vị biết như vậy, ở trong nước thì không có tiếng nói, chúng tôi ở hải ngoại để nói, để phụ làm sao những cái nhà đấu tranh dân chủ trong nước cũng như những người quan tâm và tất cả trên thế giới họ hỗ trợ cho chúng ta. Đó là cái điều, là đó là cái nghĩa vụ anh Đặng Quốc Việt hay chúng tôi nêu lên cái điểm này, cũng là cái nghĩa vụ của chúng tôi đối với quê hương quê mẹ của Việt Nam của chúng ta. Họ nói quê hương là chùm khế ngọt mà. Nếu ai không mà không nhớ không sẽ không lớn đủ thành người, thành đó là cái bổn phận chung. Bây giờ thì xin anh Việt chào tạm biệt quý khán giả, và chúng ta khép lại chương trình ở đây thưa anh.
Vâng, trước khi giao trò chuyện thì chưa tất cả quý khán thính giả, đặc biệt những người ở tại thành phố Houston này, thì ngày 6 tháng 3 ở trước tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ trên đường Dolan, thì cộng đồng người Việt quốc gia và cơ sở Việt Tân ở đây sẽ tổ chức một cái cuộc biểu tình để phản đối cái luật hải cảnh của Trung Cộng. Cuộc biểu tình này với sự tham dự của các dân tộc khác như là Indonesia, Đài Loan, Nhật Bản, rồi Philippines sẽ có tiếng nói cùng với cộng đồng người Việt chúng ta để lên tiếng phản đối về cái luật hải cảnh này. Thì chúng tôi nghĩ rằng với cái điều mà cần thiết để bảo vệ đất nước thì chúng ta hãy cùng nhau tới tham dự một cái cuộc biểu tình để nói lên cùng với các quốc gia bạn tiếng nói của chúng ta trên trên cái lãnh thổ của Hoa Kỳ này. Thì xin mọi người cùng tới và xin chúc mọi người một tuần tới bình an và hạnh phúc. Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào quý khán giả và chào anh Đặng Quốc Việt đã dành thời giờ đóng góp trong chương trình này. Chúng tôi xin kính chúc quý vị đón nghe đài một cuối tuần thật là bình an bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới.